Rồi, 8 giờ 6 phút rồi, chúng ta bắt đầu học nhé. Còn ai vào chậm thì kệ thôi. Những cái đầu tiên thì chúng ta lưu ý là đầu tiên về chuẩn bị đàn thì cái ngồi, cái vị trí ngồi á, thì chúng ta lưu ý. Trước đấy là lưu ý là chúng ta sẽ phải cố gắng luyện tập hàng ngày ít nhất phải được 30 phút nhé. Và sau mỗi buổi học thì sẽ yêu cầu mọi người quay video để trả bài đấy, quay đưa lên nhóm để một là mình luyện tự tin, thứ hai là học online thì không thể kiểm tra được mọi người hết thì mọi người phải trả bài bằng cách là đưa video lên cái nhóm này để chúng ta cùng có những cái để chúng ta có thể là sửa cho nhau nữa. Rồi chúng ta vào bài học luôn nhé. Cái đầu tiên chúng ta lưu ý là tư thế ngồi. Đây chúng ta nhìn trên hình đấy nhé. Thì cái tư thế ngồi của chúng ta là gì? Là chúng ta ngồi ở cái ghế. Thì cái khoảng cách của chúng ta so với đàn là chúng ta lưu ý là nó sẽ phải như này. Nhìn lên hình em đang quay trực tiếp đó. Thì khi mà chúng ta ngồi thẳng lưng thoải mái này. Ngồi khoảng nửa già ghế thôi, không ngồi hết ghế nhé. Đó. Sau đó là chúng ta đưa đo hai tay thẳng lên như này cho em. Đưa hai tay thẳng vào phím đàn như này. Đó. Thì khi mà cái kịch của cái phím này thì là tay ra thẳng hết. Chúng ta đừng có bị cúi người quá, khum người quá hoặc là ngả người ra đằng sau. Chúng ta phải ngồi thẳng thoải mái đó. Sau đó chúng ta mới đo. Nếu chúng ta thấy tay của mình nó bị trùng đó. Đó. Thì có nghĩa là chúng ta phải ngồi xê cái ghế lùi ra một chút. Rồi xê ra đằng sau một chút. Để cho chúng ta khi mà chúng ta đánh ở trên đàn này, chúng ta nghiêng hai bên nó rất là dễ. Đó, và ngồi vào giữa đàn nhé, chứ không được ngồi lệch, ngồi giữa đàn, giữa cái đàn của chúng ta. Thường là giữa cái màn hình hoặc là giữa cái nếu mà ai dùng ai đang có piano ở nhà thì là giữa cái chúng ta nhìn xuống cái chân cái đàn ở dưới á, ngồi chuẩn ở giữa thì là tư thế chính xác. Đó, chúng ta nhìn trên hình đây là cái tư thế đây. Hoặc là chúng ta có thể tham khảo một số cái video ở trong cái trang này bắt đầu học piano.blogspot của em. Em còn chỉ dẫn một số cái video của người ta hướng dẫn đây rồi. Đó. Rồi tiếp theo là cái tay của chúng ta. Tay của chúng ta thì chúng ta nhìn lên đây. Nhìn lên màn hình thì nó sẽ có hai cái bàn tay đó. Hai bàn tay. Thì chúng ta lưu ý là tay phải và tay trái nó sẽ cùng về số ngón, là ngón cái là số 1. Chúng ta nhớ luôn số 1 là anh cả, đúng không? Con đầu lòng. Số 2, số 3, số 4 và số 5. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng ốp hai tay vào nhau như này. Đó. Chúng ta ốp như này, sau đó chúng ta sẽ cùng làm ví dụ như đây là số 1 này. 1, chúng ta gõ hai ngón tay vào nhau. 1 nhớ này. 2 này, anh 2 này. Anh 3 này. Anh thứ 4 này và em út. Chưa? Đó. Thì chúng ta nhớ này, 1, 2, 3, 4 và 5. Đó, đấy là cái quy ước về số ngón tay. Khi mà chúng ta nhìn thấy nốt nhạc mà nó ghi số ngón tay ở trên đầu như trên hình này. Đó, ví dụ đây là số 1 chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ phải chơi bằng ngón số 1 vào cái nốt này. Chúng ta hiểu ý chưa? Đó là quy định về cái số ngón tay. Rồi, các cái phần này thì dễ hiểu thôi đúng không ạ? Chúng ta tua nhanh nhé. Rồi, số ngón tay xong tiếp đến là cái gì? Tiếp đến là chúng ta sẽ vào cái cách khum tay ở trên đàn. Đây, chúng ta nhìn trên hình. Khum tay ở trên đàn. Thì chúng ta tưởng tượng như chúng ta đang nắm cái quả bóng như quả bóng bia hay quả bóng tennis này. Đó. Hay là quả cam. Đấy, chúng ta tưởng tượng như vậy. Thì chúng ta, cái tay của chúng ta sẽ khum như này. À. Ok. Nếu có ai ý kiến gì thì chúng ta cứ comment lên luôn thật nhanh nhé. Thì để em sẽ vẫn để ý cái tin nhắn cái comment của chúng ta. Ok. Được chưa? Đó, cái tay của chúng ta khum như vậy và chúng ta vẫn giữ cái tư thế này thả lỏng này. Chúng ta để nhẹ lên đầu. Đó, để nhẹ lên. Rồi, cái tay chúng ta thả lỏng nhé, không được gồng. Đó, là cái lưu ý. Thả lỏng, cái tay là phải thả lỏng, không được rồi, được chưa? Đó.
Đó là cách để chúng ta đặt tay để chúng ta chơi. Tất cả cái tư thế cơ bản thì nó là để tay khung như vậy để chơi ở tất cả các vị trí. Chưa? Đó. Rồi, đó là chúng ta đã đi về phần số ngón tay. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp vào phần nhận biết các phím đàn nhé. Nhận biết phím và các nốt ở trên đàn. Thì chúng ta, ai đã biết rồi thì có thể là thấy đơn giản đúng không? Nên chúng ta lưu ý ở trên đàn của chúng ta nhìn trên hình. Đó. Nhìn trên hình thì nó sẽ quanh đỏ là những nhóm hai phím đen ở gần nhau. Đó, chúng ta lưu ý nhóm hai phím đen ở gần nhau, hai phím đen. Thì bây giờ chúng ta cứ ấn lần lượt từ bên trái qua bên phải chọn tìm cái nhóm hai phím đen ở gần nhau. Đó, đến giữa thì chúng ta đổi tay phải. Thấy chưa? Những nhóm hai phím đen ở gần nhau. Rồi, chào bạn Nguyễn vừa vào rồi. Rồi, Nguyễn vào muộn thì tí nữa sẽ xem lại video ở đằng trước một tí nhé. Rồi, ok, vẫn tiếp tục này. Chúng ta nhớ lại này. Từ đầu này, đầu tiên là vị trí ngồi nhé. Chúng ta nhớ là đo khoảng cách ngồi thẳng hả? Ngồi thoải mái, thẳng. Không, đừng có vắt chân nhé. Để song để duỗi song song hai chân nha. Và chúng ta đo ngồi thẳng lưng thoải mái. Sau chúng ta đo vào đàn. Đó, bao giờ cái tay của chúng ta thẳng xuống cuối vào phím đàn là được. Chưa? Đó. Ok, đấy là tư thế ngồi. Cái thứ hai nữa là quy định về ngón tay. Đó, ngón tay thì anh cả là 1 này. Đó, anh 2, anh 3, anh 4 và em út là 5 nhé. Số 1 bao giờ cũng là ngón cá, anh cả. Nhưng khi mà chúng ta chơi đàn là hay bị nhầm, bởi vì nó khi mà nó úp vào nhau như này thì nó sẽ là đối xứng, đúng không ạ? Một nó sẽ ở cùng trong giữa này, hai này, ba, bốn, năm, đó, chúng ta lưu ý. Rồi tiếp theo, vừa nãy chúng ta nói đến cái ngồi rồi, tay rồi, bây giờ chúng ta đến cái nhóm, các nhóm chín đen ở trên đàn để chúng ta nhận biết tên nhé. Thì nhóm hai phím đen chúng ta nhìn thật nhanh, tìm thật nhanh, nó ở gần nhau nhé. Đấy, chúng ta tìm thật nhanh. Rồi, sau đó là ba phím đen này, ba phím đen, ba phím đen. Đó, nhóm ba phím đen. Khi mà chúng ta tìm được các nhóm phím đen này rồi thì chúng ta mới xác định được là vị trí đâu là đồ, đâu là rê, đâu là mi. Đấy, chúng ta nhớ luôn. Và bây giờ chúng ta tập trung vào cái nhóm 2 trước nhé, nhóm 2 phím đen này. Đó. Nhóm 2 phím đen của chúng ta thì sẽ có đây, cái đồ giữa đàn này, màu vàng đây. Đấy, chúng ta lưu ý đồ giữa đàn màu vàng. Tức là giữa cái đàn của chúng ta thì nó bao giờ cũng là middle C, tiếng Anh là middle C này. Đó, là đồ giữa đàn. Chúng ta lưu ý cái này, middle C. Tí nữa chúng ta sẽ bắt đầu thực tập từ cái nốt đồ này. Cho nên là nếu mà ai quên thì chúng ta có thể dùng một cái vật gì đấy để đặt vào cái chỗ giữa đàn như này. Hoặc là để cái gì con vào đây để chúng ta nhớ. Đấy. Đó. Vậy bây giờ để phân biệt này. Phân biệt vị trí đồ ra mình, chúng ta bắt đầu quay vào cái sách của chúng ta in này. Ai in sách rồi thì chúng ta nhìn vào sách nhá. Ai in sách thì nhìn vào sách. Đây, chúng ta tìm đến cái trang này đi. Ở gần đầu luôn đấy. Được chưa? Chúng ta mở sách nhé. Ok. Cái middle C, tức là cái chữ C đó là ký hiệu của nốt đồ. Đấy, chữ C là đồ. Chữ D là re, chữ E là mi, C D E là đồ re mi nhá. Đồ re mi. Đó, chúng ta chưa cần gõ đàn vội đâu, chúng ta cứ để ý nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm này. Chúng ta nhìn theo trên hình nhá, xong rồi chúng ta sẽ làm theo sau này. Nhóm hai phím đen từ kịch bên trái nhá, kịch bên trái này. Nhóm hai phím đen. Được rồi, để em đổi sang hình ảnh to để mọi người nhìn cho rõ cái đàn. Nhóm hai phím đen và chúng ta có ba nốt đồ re mi, được chưa? Nhóm hai phím đen chúng ta cũng có
ở phần phím trắng ấy, thì là ba nốt Do Re Mi. Mọi người có nhìn rõ đàn của em không ạ? Rồi nhóm hai phím đen tiếp cũng sẽ có Do Re Mi. Đó. Nhóm hai phím đen tiếp sẽ có Do Re Mi. Tức là nó chỉ có 7 nốt nhạc thôi, Do Re Mi Fa Sol La Si, và nó cứ thế lặp đi lặp lại liên tiếp này. Do Re Mi Fa Sol La Si, Do Re Mi Fa Sol La Si, Do Re Mi Fa Sol La Si, Do Re Mi Fa Sol La Si. Được chưa? Em chỉ tiếp này. Hai phím đen thì chúng ta có Do Re Mi. Chúng ta nhìn thấy chưa? Hai phím đen thì có ba nốt Do Re Mi. Re sẽ ở giữa của hai phím đen đó. Được chưa? Do Re Mi hai phím đen này. Do Re Mi hai phím đen này có Do Re Mi. Đó, mọi người tìm đi tìm lại để nhớ cái vị trí nhá. Rất là dễ nhớ đúng không ạ? Chúng ta là người lớn thì chúng ta sẽ biết là cái chương trình Do Re Mi rồi. Thì chúng ta cứ lần lượt Do Re Mi, ngược lại thì sẽ là Mi Re Do. Bây giờ chúng ta không tìm hai phím đen nữa mà chúng ta nhìn vào hình hai phím đen là chúng ta tìm luôn. Mi Re Do. Rồi xong lại xuống tiếp nhóm hai phím đen. Mi Re Do. Nhóm hai phím đen tiếp. Mi Re Do. Nhóm hai phím đen tiếp. Mi Re Do. Hai phím đen Mi Re Do. Được chưa? Đó. Thì như vậy là chúng ta sẽ hôm nay sẽ nhận biết được ba cái nốt này đúng không ạ? Mi Re Do. Đó. Thế bây giờ nó ở trên đàn thì nó sẽ như nào? Đấy, trên đàn, à trên bản nhạc thì nó ghi như nào thì chúng ta đánh ở trên đàn là nốt Đồ. Thì bây giờ tí nữa em sẽ chỉ. Bây giờ chúng ta sẽ quay sang để nhìn hình nốt đã. Hình nốt đây. Chúng ta nhìn trên trên màn hình nhá. Lại cho màn hình nhỏ lại. Ok. Ở đây tiếng Anh nó ghi là whole note, tức là toàn bộ đúng không ạ? Nhưng tiếng Việt mình gọi là nốt tròn, nhìn tròn thì gọi là tròn. Đó. Tròn thì sẽ ngân 4 phách. Vậy như nào là ngân 4 phách? Tức là chúng ta ngân, chúng ta tưởng tượng mỗi một phách là một giây thì là nó sẽ ngân 4 giây, đúng không? Hoặc là 4 cái vỗ tay đều đặn. Đây, ví dụ như này là ngân 4 phách, nốt Đồ rồi ạ. Đồ 2 3 4 5. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng tập nhé. Chúng ta sẽ đặt vào cái nốt Đồ nào cũng được, Đồ chỗ nào cũng được. Tìm hai phím đen nào. Hai phím đen. Sau đó chúng ta tìm vào đây hai phím đen đây. Chúng ta tìm vào nốt Đồ. Đồ này. Chúng ta dùng ngón trỏ được, chúng ta chỉ vào đấy nhá, dùng ngón trỏ này. Chỉ vào nốt Đồ và chuẩn bị đánh này. 1. Em đến 4 thì chúng ta sẽ cùng vào nhá. 1 2 3 4. Đồ 2 3 4. Đồ 2 3 4. Đồ 2 3 4. Đó, nó sẽ ngân trong vòng 4 giây. Nhưng mà chúng ta lưu ý là đừng có đếm đến số 4 nhất là chưa đủ nhé. Phải hết cái dây số 4 rồi bước sang cái dây số 5 thì nó mới là đủ 4 giây nhé. Lại này. 1 2 chuẩn bị bắt đầu. Đồ 2 3 4. Đồ 2 3 4. Đồ 2 3 4. Đó, như vậy là chúng ta đã làm quen với nốt tròn nhá. Nốt tròn dãy tròn đấy, tiếng Việt thì gọi là nốt tròn, tức là nó tượng hình thì nhìn thấy tròn thì ta đọc là tròn, được chưa? Còn tiếng Anh thì nó đọc là whole note, tức là toàn bộ. Đó, để tí nữa chúng ta sẽ sang những cái nốt khác. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái nốt trắng. Nốt trắng đây thì nó sẽ là không có tô đen như cái nốt đen này. Nốt trắng thì nó sẽ có thêm cái đuôi nữa. À, thêm cái đuôi. Tiếng Anh thì nó là half note, tức là một nửa đúng không ạ? Một nửa có 4 thì còn 2 thôi. Còn 2 giây. Thì chúng ta thử cái nốt re nhá. Nốt re ngân 2 giây. Mỗi một lần là chúng ta ngân 2 giây thôi. À, chúng ta nhìn vào nhóm hai phím đen. Rồi, nốt re sẽ ở giữa của hai phím đen. Mạng kém quá hả? Ok, mọi người, em làm chậm thì mọi người lưu ý nhé. Nếu mà kém quá thì có thể sẽ có những cái bài video hỗ trợ trên YouTube sau.
Ok, chúng ta sẽ tiếp tục. Rồi, chúng ta vừa học nốt tròn nhá. Nốt tròn là ngân 4 rồi. Em sẽ thỉnh thoảng em tua lại để mọi người có thể hiểu được. Nốt tròn ngân 4, 4 giây đúng không ạ? Nốt trắng sẽ là 2 giây. 2 giây. Vậy bây giờ 2 giây thì sẽ như nào? Chúng ta sẽ giữ trong vòng 2 giây. Bây giờ chúng ta nhìn vào hai phím đen này, chuẩn bị ấn nút re này, đặt sẵn vào nào. Rồi, bây giờ em sẽ đếm 1, 2 là chúng ta vào nhá. 1, 2. 1, 2. Đấy, giữ 2 giây. 1, 2. Ok. Hơi chậm một tí hoặc là bị ngắt thì mọi người báo nhá. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ nhớ lại này. Nốt tròn ngân 4, chúng ta ấn đồ ngân 4 này. Nốt tròn, đây nốt tròn đây, nốt tròn đây, mọi người nhìn lên hình. Nốt tròn, ngân 4, sẽ giữ 4 giây. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, được chưa? Bây giờ nốt trắng chúng ta chuyển sang nốt re đi. Đây, 2 phím đen, nốt re sẽ ở giữa. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ ngân 2 nhá. Chuẩn bị, bắt đầu. Re 2. Re 2. Re 2. Ok, đấy. Nốt trắng thì ngân 2. Thế bây giờ chúng ta đến nốt đen. Nốt đen này, nhìn thấy đen thì người ta bảo gọi là nốt đen. Đó. Đó, nhưng tiếng Anh thì nó là quarter note, tức là nốt 1/4. 1/4 của cái thằng tròn này này. Đó. Chúng ta tưởng tượng tròn là một cái hình tròn. Thì một nửa nó sẽ là cái nốt trắng này là 2 này. Một nửa của 4 là còn 2 đúng không ạ? Thì cái nốt trắng này ngân 2. Đó. Nốt đen là nốt 1/4. Đấy, thằng Tây nó ghi tên theo kiểu khoa học hơn. Đó. Ok. Nốt đen thì chúng ta đánh đều mỗi nốt 1 giây thôi. 1 1 1 1 được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ ấn vào nốt mi nhá. Đúng rồi, tất cả đều chơi bằng nốt ngón trỏ thôi, chưa cần phải dùng số ngón nào cả, dùng ngón trỏ. Dùng ngón trỏ hơi cong đầu một chút này, ấn vào. Rồi. Ok, bây giờ chúng ta nhìn vào nhóm hai phím đen và tìm nốt mi nào. Đồ, re, mi. Được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ chơi nốt đen là mỗi một nốt chỉ ngân 1 giây thôi. Nên chúng ta sẽ ngân đều. 1 1 1 1, được chưa? Đó, bây giờ chúng ta làm lại này. 1 1 1 1. Đó, rất đơn giản như vậy thôi. Còn ai bây giờ tạm dừng một tí để xem ai có khúc mắc gì không nhỉ? Có ai khúc mắc gì thì comment luôn nhá, để xử lý luôn từng phần. Có ai thắc mắc gì thì nhắn lên luôn. Vân Anh, em khất học lại nhé. Ok. Bạn kém quá. Đâu rồi? Ok, thế lúc nhảy số 3, số 4 chắc là do lượng người vào cũng bị ao ra. Ok, chúng ta nhớ lại nhé. Các phần kia thì tư thế ngồi và số ngón tay thì tí sẽ được nhắc lại. Còn quan trọng là chúng ta phân biệt được nhóm 2 phím đen và 3 phím đen nhé. 2 phím đen thì sẽ có, đây, 2 phím đen sẽ có 3 nốt. Đồ, rê, mi. Chúng ta tính từ bên trái qua bên phải nhé. Từ trái qua phải thì sẽ lần lượt là đồ, xong cao lên là rê, xong cao lên nữa là mi. Đó, như vậy từ trái qua phải sẽ cao dần lên. Chúng ta nghe âm thanh từ bên trái này. Trời. Đó, cao lên. Đó, cao lên bên phải. Bên phải qua trái là thấp xuống. Đó,
Ok, thì vừa nãy chúng ta đã học ba nốt, ba hình nốt, đó là nốt tròn thì ngân 4, nốt trắng ngân 2, nốt đen ngân 1. Đó, chúng ta lưu ý nha. Tức là giữ trong khoảng 4 giây đồng hồ á, chúng ta hiểu như thế là dễ. 4 phách thì giữ 4 giây, 2 phách thì giữ 2 giây, 1 phách thì giữ 1 giây, được chưa? Ok, bây giờ chúng ta quay lại cái bài ở bên trên này. Đó, thì bây giờ để chúng ta nhìn xem là nốt đồ nó vẽ như nào, là chơi ở đâu nha. Mọi người ok chưa ạ? À, bây giờ mọi người comment cho chữ ok cái để biết nào. Tại vì khi em phát thì nó sẽ chậm khoảng độ 10 giây. Thì mọi người cứ làm bình thường, bình tĩnh. Có gì thì comment luôn. Thế học cái này thì nó sẽ không nhanh bằng cái học trực tiếp được. Tại vì là vừa lại ảnh hưởng mạng, lại vừa phải hướng dẫn cho nhiều người, cho nên là cứ từng bước chắc chắn. Ok, chị Quý đã hiểu rồi. Ok. Ok, rồi. Vậy là nhóm mình có 3 người thôi à? Còn ai nữa nhỉ? Trên màn hình là có ghi 4 người mà. À, hay là cả em vào nữa là 4. Rồi, không sao. Nhiều ít không quan trọng. Quan trọng là chúng ta cố gắng học được từ đầu đến cuối, đừng có bỏ dở giữa chừng. có Mai Nguyễn đang xem đây. Mai Nguyễn học vào lớp lâu chưa? Mai Nguyễn vào lớp lâu chưa đây? Mai ơi, nếu vào sau thì cứ nghe nhá, xong rồi tí nữa thì xem lại cái video đăng ở trong nhóm. Ok, rồi thế là gần như mọi người đã hiểu rồi đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái trên màn hình được và nhìn vào sách được thì chúng ta sẽ để ý này. Bây giờ chúng ta sẽ thấy có cái nốt như này. Đây, nó nhìn vào con trỏ chuột á. Đấy. Nốt đồ đây, nốt đồ. Đó, nó sẽ có một cái gọi là cái dòng kẻ phụ nhá. Thì giới thiệu qua về cái cách ghi âm ở trên các bản nhạc chúng ta có thể chúng ta nhìn thấy rồi nhưng chúng ta chưa biết gọi nó là cái gì. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái cong cong như này. À, nó gọi là khóa son. Đó. Khóa son sẽ dùng cho tay phải này. Khóa pha dùng cho tay trái này. Khi mà bản nhạc piano thì nó sẽ móc hai cái này vào. Tức là chúng ta sẽ được chơi cùng lúc cả hai tay đó. Thì nó sẽ móc cái dấu móc ở đầu này. Đó. Còn những cái ca khúc thì nó không cần móc như này. Các cái bài ca khúc của chúng ta nhìn thấy nó chỉ có một dòng như này thôi. Đó. Chúng ta hiểu ý không? Đó. Thì ở đây là khung nhạc khóa son sẽ dùng cho tay phải. Đó. Khóa son dùng cho tay phải. Khóa pha sẽ dùng cho tay trái. Khóa pha dùng cho tay trái. Yeah. Xin phép là uống nước đã. Rồi, thế bây giờ chúng ta nhìn vào khóa son, tức là sẽ dùng cho tay phải này. Ở đây là có cái số này gọi là số báo nhịp. Thì chúng ta chưa cần quan tâm đến cái này vội. Đây có cái vạch này này, gọi là vạch nhịp. Đó, các cái vạch để chia các ô này gọi là vạch nhịp. Và các ô trong một ô này người ta gọi là một ô nhịp. Hay tiếng Anh nó gọi là measure này, ô nhịp. Đây, vạch nhịp là ba line này. Vạch nhịp. Đó. Chúng ta có thể dùng bút chúng ta tích luôn tiếng Việt vào cái sách của chúng ta nhé. Hoặc là ai chưa có bút thì tôi để tí nữa xem lại để chúng ta viết vào. Rồi, ok. Thế ở đây chúng ta sẽ nhìn vào đây là nốt đồ này. Đồ này nó chính là cái middle C đấy. Nó chính là nốt đồ giữa đàn. Thì bây giờ chúng ta tìm nốt đồ giữa đàn nhé. Đồ giữa đàn thì chúng ta ở giữa cái đàn của chúng ta, đàn off hay piano cũng thế. Ở giữa đàn nhé. Thì chúng ta nhớ đánh dấu vào. Đánh dấu, lấy một cái gì đánh dấu ở cái khu giữa. Thì chúng ta sẽ đặt. À, chưa cần đặt. Thế bây giờ chúng ta sẽ tìm nốt đồ đã. Đồ Re Mi ở giữa đàn nhé. Đồ Re Mi ở giữa đàn. Được chưa? Đồ Re Mi. À, thế đây chúng ta nhìn tiếp này. Đây là đồ đen. Còn đây là đồ trắng này. Vẫn là nốt đồ ở đấy đúng không ạ? Nhưng mà đây là đồ trắng. Còn đây là đồ tròn. À, đồ đen ngân 1 này. Chúng ta vừa học hình nốt rồi đúng không?
đây là đồ đen thì ngân 1, đồ trắng đây thì ngân 2 này. Ok thầy, một giây nữa nhé. Đồ đen là ngân 1, đồ trắng ngân 2, đồ tròn ngân 4, được chưa? Đấy, chúng ta nhìn thấy ba cái hình nốt chưa? Chúng ta vừa học tròn trắng đen rồi đấy. Thì chúng ta nhớ đen ngân 1, trắng ngân 2, tròn ngân 4, được chưa? Rồi, thế thì ở đây là chúng ta đã biết đồ, thì chúng ta tìm tiếp. Đây là rê này, đây là mi này. À, đồ thì có một cái vạch kẻ phụ, đó, có một cái vạch ngoài năm cái dòng kẻ chính này nè. Đấy, nó sẽ có năm dòng kẻ chính này là cái gọi là khuôn nhạc, thì nó sẽ nằm ở cái dòng kẻ phụ ở bên dưới này. Đó, rồi xong đến rê này. Rê thì nó sát vào cái dòng kẻ chính, được chưa? Đây mình để em phóng lên để mọi người nhìn cho rõ nhá. Đó, chắc là nhìn ai mà nhìn điện thoại thì cũng li ti đúng không? Đây, phải nhìn máy tính thì nó sẽ rõ hơn. Đấy, đồ này có một cái dòng kẻ phụ này, rê này thì sát vào cái dòng kẻ chính này, mi thì vào giữa dòng kẻ chính này, được chưa? Dòng kẻ chính đầu tiên đây là gọi là dòng 1 đó, được chưa? Xong chúng ta tiếp này, sang đây sẽ là mi, rê, đồ đó, xong đây là rê, mi và đồ. Ok đó, được chưa? Bây giờ cho khoảng độ 10 giây để mọi người tập đọc lại đi. Mọi người tập đọc lại, nhớ vị trí của nó. Đồ thì nó nằm ở đâu? Đấy, em vừa nói rồi, ba cái nốt đồ đấy. Đấy, ba nốt đồ. Rồi nốt rê, rồi nốt mi thì nó nằm ở đâu? Đây là mi này, mi nằm ở dọc kẻ 1 này. Mi này, mi này, được chưa? Rồi, thì bây giờ mọi người cầm bút cho em và viết. Nếu ai có sách rồi thì viết vào như này nhá. Đây, viết vào như này. Đồ rê mi đúng không ạ? Mi này nốt trắng ngân 2. Thì chúng ta viết thêm cái số 2 ở đằng sau này, chúng ta khỏi quên này. Đó, mi rê đồ cũng ngân 2, thì chúng ta viết số 2 đằng sau luôn. Rê ngân 2 viết số 2 đằng sau, mi cũng viết số 2 đằng sau. Và đồ chúng ta sẽ là viết 2, 3, 4, được chưa? Nốt tròn mà, nốt tròn ngân 4 giây, được chưa? Rồi, đó. Thì chúng ta biết cách chúng ta chơi nhé. Rồi, đồ rê mi ngân 2, mi rê đồ ngân 2. Không, chị Quý viết thiếu rồi, mi ngân 2 nữa, đằng sau ấy, cái chỗ nốt trắng đằng sau ấy. Mi ngân 2, rê ngân 2, đồ ngân 4. Đấy. Để tôi chờ chút để xem cái này nó có cái bút không. Trong cái này nó bỏ mất cái thanh công cụ ở đâu rồi. Nhiều đây đây rồi, em chờ một chút để em viết luôn lên cái file này luôn. Cái bút nó ở đâu? Không phải ở đây. Thanh. Đây, cái này ngân 2 này. Rồi, mọi người tự viết nhé. Đấy, em tìm cái bút này là không thấy được, khó. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng chơi nhé. Thì chúng ta nhìn lên màn hình này để em hướng dẫn cách đặt tay này. Nhìn lên màn hình để hướng dẫn cách đặt tay này.
Đây, chúng ta nhìn thấy cái số 1 nó ở đây, tức là chơi nốt đồ này bằng ngón 1, chơi nốt rê bằng ngón 2, chơi nốt mi bằng ngón số 3. Cái số bên trên của cái nốt nhạc đó thì chúng ta vừa học lúc đầu bài rồi, là ngón 1 là anh cả này, ngón trỏ số 2 này, số 3 này. Ok, chị Quý comment đúng rồi đấy. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ biết cách đặt tay thì như nào này. Bắt đầu ngón số 1 nhá, ngón cái và tay phải này, đặt vào nốt đồ giữa đàn. Đó, đặt vào đồ giữa đàn. Được chưa? Rồi. Ok. Đặt vào đồ giữa đàn xong thì chúng ta sẽ chia đều 5 ngón tay cho mỗi ngón một phím đàn. Từ tính từ nốt đồ á, nốt đồ ngón cái này, xong sang cái phím bên cạnh thì là ngón trỏ này. Chia đều 5 ngón nhé. Đây, để em chỉnh cái cam để mọi người nhìn thấy tay của em. Phải lấy cái cam xuống. Đây là nốt đồ dưới đàn của em này. Thì em đánh dấu bằng cái này đúng không? Thì cái tay của chúng ta đặt như này. Đó, khung như vừa nãy em nói đúng không? Cầm nắm quả cam và quả bóng tennis. Đó, để như này. Đó, ok, đây. Đó, các ngón tay của chúng ta chú ý là cái ngón cái này thì sẽ hơi chếch chéo so với cái mặt phẳng của phím đàn. Đó, chứ không để như này mà nó hơi chếch lên một tí nhỉ. Cái cổ tay này, chúng ta nhìn thấy nó bằng nhau, cổ tay và cánh tay á, không được hạ thấp, không nâng quá nhé. À, đấy là cái tư thế cơ bản chuẩn bị chúng ta. Được chưa? 5 ngón tay chia đều cho 5 phím, chúng ta nhìn thấy chưa? Đặt tay đi ạ. Rồi, thế bây giờ thì cái ngón cái thì chúng ta ấn như này. Đó, chúng ta tập nhé. Tập khoảng 4 lần này. 1 Đấy, tập nốt đen luôn. Động tác của chúng ta khi ấn xuống thì cổ tay nó hơi theo một chút. Đây, như này. Đó. Mỗi cái 1 giây. Được chưa? Sang các ngón còn lại này thì chúng ta lưu ý là mọi người sẽ hay gặp cái lỗi này nhất là lỗi gãy như này. Chúng ta nhìn thấy cái khớp đầu tiên của ngón này. À, cái khớp này mà chúng ta hay gãy như này. Hoặc là ai có móng tay nó sẽ dễ bị trượt. Chúng ta phải cắt móng tay nhé. À, phải hy sinh vì sự nghiệp học chứ không phải vì sắc đẹp được nữa. Đấy, rất là các chị. À, rê ấn xuống như này. Cái ngón tay của chúng ta khi mà ấn xuống thì nó sẽ ấn theo hướng như này. Đó, ấn thẳng xuống như này. Được chưa? Ở đây như này. Đó, chúng ta cũng tập 4 lần. Nhiều lần thì càng tốt. Cái bài này là chúng ta phải tập đầu tiên đấy. Đó. Đây, ấn xuống như này. 1 giây này. 1 giây này. 1 1. Hoặc là chúng ta tập nốt trắng sang ngân 2 thì sẽ là 1 2. 1 2. 1 2. Được chưa? Tương tự như vậy cũng với nốt mi này. Với nốt mi chúng ta cũng làm như vậy này. Mi. Được chưa? Mi này. Tay không đều, cái nốt mi là sẽ tiến lên phía trong phím đàn mà cao nhất này. Đó, chúng ta đừng có để như này là bị sai này. À, chúng ta nhìn thấy cả cái tay nó sẽ rất là xấu, không được đều này. Đều nó sẽ như này. Đó, đều này, tay đều này, không được cái nút khép vào quá này, không được giãn ra quá. Đấy, đều như này. Đó, được chưa? Rồi, đó, đây mi này. Đấy, bao giờ mi nó cũng do chiều dài của ngón thì chúng ta sẽ cái ngón giữa này chúng ta sẽ cao, để cao nhất. Đó, như vậy chúng ta thấy chưa? Rồi mi này chúng ta cũng tập 4 lần đều đặn nốt đen. 1 1 1 1. Được chưa? Chúng ta tập đi ạ. Chúng ta tập cùng nhá. Rồi xin hướng dẫn lại này. Ngón cái vào đồ này. Ngón cái vào đồ, hai phím đen chúng ta nhìn thấy chưa? Hai phím đen. Bắt đầu từ đồ giữa đàn nhá, mid the C nhá, chúng ta nhớ ghi vào đầu luôn. Mid the C. Đồ này. Ngắt kết nối rồi. Ok. Đấy, chúng ta làm lại, bây giờ thử với ngân 2 thử xem nhá. Ngân 2 thì chúng ta sẽ mỗi nốt ngân 2 giây.
Chí tay cho đều, đó, chúng ta nhìn tay cho đều nha. Đừng có ai đánh gãy như này này, cái khớp nó bị gãy như này không được này. Cái đốt cuối cùng này là nó phải vuông góc với thính đàn này. Đó, được chưa? Vuông góc chứ không phải để như này. Đó, không phải gập vào như này thì nó bị trượt. Đó, để vuông góc, ấn thẳng xuống như là chúng ta tưởng tượng như là làm cái bánh xong rồi chúng ta đục một cái lỗ thẳng xuống. Đó. À, như vậy nhá, mi này, được chưa? Chúng ta tập gõ nhiều lần cho quen cái ngón tay và nhớ thả lỏng nhá. Chúng ta đừng có gồng lên là nó sẽ bị bật cái này lên này. À, nhất là những chị nào, anh chị nào có tuổi á, là sẽ bị cứng tay. Chúng ta lưu ý là cái tay này, tay của em nhìn nó hơi xương thôi, không phải gồng đâu. Nhá. đây, chúng ta nhìn đây là đang thả lỏng này, thả lỏng. Đấy, cái phần cổ tay thả lỏng. Đó. Rồi, thì chúng ta sẽ nhớ là thả lỏng như này, ấn xuống này. Thả lỏng, nhấc lên như này. Đó, nhấc lên như này. Đó, ấn nhẹ thôi, được, không cần đừng cố ấn to làm gì. Lúc đầu chúng ta tập thì nó như kiểu là người đang yếu á. Chúng ta cứ tập từ từ thôi, không vội. Một cái lỗi hay bị nữa, đó là cái lỗi mà chúng ta cứ muốn nhanh được á. Thì chúng ta sẽ càng thấy là nó khó. Chúng ta cứ thả lỏng như kiểu em bé. Tại sao các em bé nó học dễ là như vậy? Đó, để em để cái cam đây để mọi người nhìn nha. Cầm nó hơi rung đúng không? Rồi, đó. Đấy thì chúng ta hay bị cái trường hợp là dính hai nốt. Dính hai nốt là chúng ta ấn cùng một lúc. Nó bị như này này. Đó. Những người mới bắt đầu thường hay bị như thế, nhất là tí nữa vào bài thì mọi người sẽ thấy là hay bị lỗi này. À, thì chúng ta đừng có cố vội mà đánh một phát vài nốt nhiều quá nhé, mà chúng ta phải tập riêng như này, tập ngắt, xong ngắt này, để chúng ta đánh rõ từng nốt đã. À, là cái lỗi mà em hay hướng dẫn những học sinh đây là biết rồi. À, mọi người chú ý cái này, được chưa? Rê này. Chúng ta đừng có bị gãy cái đốt ngón như này nhé, lưu ý. Chúng ta tự học cho nên chúng ta phải tự nhận biết các cái lỗi của mình nhé. Không có là sẽ khó. Được chưa? Rồi. Đó, đây, giữ đàn này. Đấy. Được chưa? Nó hơi vướng dây thì không sao. Rồi, ai làm được rồi xin cho một comment để biết nha. Ai làm được rồi? Chúng ta chỉ có 3 nốt đồ rê mí ở giữa đàn thôi đúng không ạ? Chưa chơi vào bài đâu, chỉ có tập 3 nốt đấy thôi. Chào chị Xuyên nhá. Chị Xuyên vào học rồi. Ok, bạn Nguyễn đã làm được rồi. Rồi, anh Bàng đâu rồi? Ok, chị Quý được rồi. Chị Bình đâu? Chị Bình đâu? Anh Bàng nhà có đàn chưa đây? Ok, mọi người tập được chưa? Vâng, chào chị Xuyên. Chị Xuyên ngồi lên đàn đi. Sau buổi này là mọi người sẽ phải quay video để gửi cho em nhé. Quay video báo cáo bài học, tốt nhất để cái góc quay như của em này thì sẽ nhìn tay là dễ hơn này. Dạ. Chúng ta có thể nhờ ai quay hộ hoặc là để cái điện thoại ở bên cạnh chính đàn. Chị Xuyên đi học muộn bị phạt đấy. Chị
Chị Quý nhắc ở đây. Chúng ta cố gắng là tham gia đều chứ không được buổi không hoặc là tinh thần học đến nửa khóa ấy, bỏ chạy mất công. Rồi ok. Thì bây giờ chúng ta đã luyện được rồi thì chúng ta sẽ quay lại cái bài vừa nãy nhé để chơi nhé. Bài vừa nãy. Đây để em thu cái hình này lại một chút. Đó. Rồi. Ok. Đây là bài. Chúng ta quay trở lại cái bài này nhá. Để chúng ta chơi này. Rồi, đây ở ô đầu tiên sẽ có 3 nốt, chúng ta đọc lại này. Đồ, rê, mi ngân hai này, mi, rê, đồ ngân hai này, được chưa? Chúng ta chỉ chơi 6 nốt này thôi. Bây giờ chúng ta cùng nhìn làm mẫu được trước nhá, chưa đánh vội nhá. Này, thật chậm từng nốt một, không chơi vội vàng. Đánh xong nốt nào thì chúng ta nhả lên ạ, xong đánh được nốt tiếp nhá. Chúng ta không đánh nối liền vào là sẽ dễ bị hai nốt. Đó, thì chúng ta nhìn cùng làm mẫu này. Nhấc lên đã, nhấc lên đã, mi ngân hai, mi nhấc lên, rê ngắt, đô hai, được chưa? Làm lại này, đô nhấc lên, rê ngắt, mi hai, mi nhấc, rê ngắt lên, đô ngân nhấc, được chưa? Đấy, mọi người cùng làm đi. Tự tập khoảng 1 phút. Tay hơi cứng. Cứ bình tĩnh nguyện ạ. Cố gắng tập là chúng ta sẽ phải ngắt từng nốt, không có là vào bắt đầu vào bài tầm này là chúng ta sẽ cứ thấy là mong để nhanh được á. Cứ thả lỏng cơ thể ra, thả lỏng tay ra. Đừng có muốn nhanh được. Kết quả tự nó sẽ ra khi mình đủ thời gian, đủ các cái điều kiện khác thì nó sẽ tự có kết quả. Đấy ạ. Tích đủ đức thì tự nhiên sẽ thấy hạnh phúc. Ok, chúng ta cùng làm lại này. Đồ ngắt lên, rê ngắt lên, mi ngân thì giữ nhá. Cái nốt ngân hai á thì chúng ta phải giữ 2 giây đúng không? Làm lại. Đồ rê ngắt lên, mi hai, mi ngắt lên, rê đô hai, ok. Mister khen chị Bình có cháu học rồi, chắc cũng biết rồi. Ok, bây giờ mọi người cùng làm luôn này, em sẽ đếm này. 1, 2, 3, 4 thì chúng ta vào nhé. 1, 2, 3 bắt đầu. Đô rê mi ngân, mi rê đô ngân. Chúng ta có thể đọc chữ ngân hoặc đọc số 2. Chúng ta cũng hát cùng giống như là em vừa làm á, vừa tay chơi miệng đọc. Lúc nào ngân thì chúng ta đếm số lên, được chưa? Cùng làm lại luôn. Và chúng ta nhớ đọc nhá, đọc tự nhiên lên thì nó mới dễ vào đầu được. Chuẩn bị, bắt đầu. Đô rê ngắt lên, mi hai, mi rê đô hai, được chưa? Đấy, chúng ta hết nửa bài rồi đấy. Còn có 3 nốt nữa thôi. Cũng gần hết giờ và gần được một bài rồi. Ok, hôm nay sẽ phải chơi được 2 bài, yên tâm. Ok, chị Xuyên học trước rồi cho nên là thôi phần này coi như bỏ qua được đúng không?
Nhưng mà sau buổi này vẫn phải gửi video nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng làm nốt hai cái ô còn lại nhé. Giữa nốt ngân 2, 3 cái nốt cuối cùng vào cái dòng này. Rồi, đấy. Chúng ta chú ý này. Rê ngân 2, đây, rê ngân 2 này. Mi ngân 2 này, đồ ngân 4. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ cùng làm này. Chuẩn bị, bắt đầu. Rê 2, mi 2. Nhất đấy, đọc hết bốn xong mới đọc nhất nha. Xin làm lại cùng chỗ đấy luôn này, chuẩn bị này, mọi người đặt tay này, đặt tay chưa? Rồi đến chuẩn bị bắt đầu là vào này, chuẩn bị bắt đầu. Rê hai mi hai đô hai ba bốn nhất đó. Úi trời, bạn Nguyễn đang toát mồ hôi à? Cứ bình tĩnh. Rồi cái này sau cái buổi này thì chúng ta sẽ phải làm video để trả bài, gửi lên nhóm này luôn nhá, không gửi inbox riêng đâu, gửi lên nhóm để cùng chia sẻ và có thể là sửa chung luôn, sửa các lỗi đó. Sau buổi này thì em sẽ gửi cả cái video em đã làm sẵn ở trên YouTube để mọi người có thể nếu quên thì sẽ vào đấy. Mọi người có thể tìm kênh YouTube của mình luôn. Một số người đã sắp cho mình rồi. Đấy, đánh PR Bình thật ra này. Đó. Xong chúng ta ấn vào mặt thằng Bình đây nhá. Đấy. Đấy. Rồi. Ở đây thì nó sẽ có những cái ở trong phần danh sách phát này. Để tí em sẽ gửi link luôn. Tí gửi link cho mọi người đỡ phải vào đây tìm. Đây, sẽ vào cái bộ video. Đây. Đó, đủ một bộ luôn rồi đấy. Đấy, là cái bài đầu tiên tí nữa chúng ta sẽ học là bài birthday party. Một lát nữa thôi là chúng ta sẽ học bài này nhé. Thì là có hết từ bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 đây hết rồi. Đấy, theo cái sách em đang hướng dẫn cho mọi người đấy, được chưa? Đấy, tí nữa em sẽ gửi link luôn. Đây là comment. Đó, tí sẽ gửi thành một bài riêng luôn. Ok, chúng ta bây giờ chúng ta quay lại bài học và chơi đủ luôn cả nhé, đủ luôn cả bài luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại, nghe mẫu một lần lại một lần nữa nhé. Nghe lại một lần nữa này, từ đầu đến cuối luôn này. Chuẩn bị bắt đầu. Không sao, chúng ta cứ chờ một chút xong chúng ta cùng làm lại để chúng ta tập lại riêng xong. Này, chuẩn bị bắt đầu. Ngón tay.
Ok, đó, đó là cái bài này. Nếu mà chúng ta mà chơi nhuyễn là chúng ta có thể tăng tốc hơn một chút như này chẳng hạn. Vì bắt đầu. Rồi, ai chưa xong thì về tự tập riêng nhá. Bây giờ chuyển sang một cái bài tiếp theo là bài em vừa giới thiệu là bài Birthday Party á. Chúng ta mở sang khoảng 1, 2, nó qua 2 trang, đến trang tiếp thì có bài Birthday Party. Bị một cái tật tức là chơi ngón cái thì có Birthday Party thì không được như này. Bài này chúng ta nhìn tổng thể ở trang á thì nó cũng chỉ có học 3 nốt đồ re mi thôi. Đây này, chúng ta nhìn vào hình này. Đó, nó chỉ có học 3 nốt C, D, E và 3 nốt đồ re và mi. Và hình như đang bị che màn hình không? À, đó, được rồi. Đây, thì sang đây không bị che màn hình. Che mất cả. Rồi, đấy, chúng ta nhìn đây, Mr. C ở trên hình đàn này. Đó, thẳng với nốt đồ là ngón số 1 này, Re ngón số 2 này, Mi ngón số 3. Vẫn là 3 nốt này thôi, nhưng mà chúng ta chỉ học 3 nốt đồ Re Mi thôi, đúng không ạ? Đó. Rồi, chúng ta nhìn vào bài ở dòng đầu tiên. Dòng đầu tiên chúng ta nhìn thấy là đây em đang nhìn được xem là có bị che mất cam không? Ok ok rồi. Đây lần đầu tiên. Tay trái chúng ta không có nốt nào cả, cho nên là chúng ta không có chơi tay trái, đúng không? Chỉ có tay phải thôi. Bài này nó ở nhịp 2-4. Nhịp 2-4 có nghĩa là gì? Nhịp 2-4 là mỗi ô có 2 phách, nha. Số 2 ở trên là chỉ mỗi ô có 2 phách. Đó. Chúng ta chỉ cần hiểu cái số trên thôi, về sau hiểu cái số dưới xong. Mỗi phách bằng một nốt đen. Đó. Thế cái số 4 này nó là một cái quát thân nốt, quát thân tư. Khi chúng ta làm tốt rồi thì chúng ta mới tập sang ngón tiếp theo. Bị tiếng ở video hay sao? Đúng rồi. Tiếng à? Sao nhỉ? À, chắc lại để echo lên. Ok, bây giờ mình sang cái bài này nhá. Mình vừa nói rồi là nhịp 2-4 thì sẽ là ngân à, mỗi ô sẽ có 2 phách. Đó, 1-2 này, ô này 2 này. À, à, ở YouTube à? Chết. Oh, ok. Xin lỗi. Rồi, ở cái này thì chúng ta lưu ý cái nhịp 2-4 được chưa? Và chúng ta lưu ý là nó ngân thôi. Chúng ta cũng viết số 2 ngay đằng sau các nốt trắng cho em nha. Đây, nốt mi trắng ghi số 2 đằng sau. Mi trắng ghi số 2 đằng sau. Đây nốt đồ trắng ghi ngân 2 đi. Ghi ngân 2. Ok ok. Sao lại vẫn có tiếng nhỉ? Tắt rồi mà. Rồi, ok rồi. Đó, thì chúng ta nhớ những cái nốt ngân. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Chơi cả một dòng đầu tiên luôn. Nó chỉ có Đồ, Rê, Mi, Ngân 2. Đồ, Rê, Mi, Ngân 2. Được chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhìn vào để em làm mẫu này. Đô, Rê, Mi, Ngân 2. Được chưa? Đồng đầu đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm nhá. Rất dễ rồi, Đô, Rê, Mi, Ngân 2 rồi.
chuẩn bị bắt đầu. Đấy, chúng ta ngắt từng nốt lên nhá, chú ý tay có bị gãy thì phải sửa ngay, lưu ý lưu ý. Ok, cùng làm lại, chuẩn bị bắt đầu. Do re mi hai, do re mi hai, được chưa? Đấy, chúng ta cùng làm đi, lại luôn. Do re mi hai. Đó là xong dòng 1, chúng ta tập qua một vài lần. Rồi chúng ta sẽ sang dòng 2. Nhanh, 9 giờ 4 phút rồi. 9 giờ 4 phút rồi, nhanh nào. Tiếp sang dòng 2 nhé. Sang dòng 2 cả nhà ơi. Dòng 2 thì chúng ta tiếp này. Rê, đô, rê, mi, đồ ngân hai, đồ ngân hai, được chưa? Rồi bây giờ sẽ chơi luôn. Chúng ta nhớ vị trí rê và mi nhá, đồ thì sẽ quen rồi. Rê này, dòng hai luôn này, chuẩn bị bắt đầu. Rê, đồ, rê, mi, đồ hai, đồ hai, được chưa? Rất là dễ thôi. Chỗ này thì sẽ hay nhầm hơn ở dòng trên, hay nhầm hơn bởi vì nó không đồ rê mi nữa, nó theo thứ tự dễ hơn. Và bắt đầu chúng ta nó bắt đầu lộn xộn rồi đấy. Ui rồi lại thêm 30 phút nữa, chưa ăn cơm chị ơi. Rê còn phải ăn cơm với bế cháu. Chúng ta tiếp dòng 2 nhé, cô nốt nào. Rê, đô, rê, mi, đô, hai, đô, hai, chưa? Đấy. Chúng ta cùng làm lại này, chuẩn bị, bắt đầu. Rê, đô, rê, mi, đô. Thôi một nữa, chuẩn bị bắt đầu. Rê, đô, rê, mi, đô, hai, đô, hai, ngắt. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm từ đầu bài luôn nhá. Ai mà bị lỗi thì có thể dừng lại, đánh lại lần sau nhá. Chúng ta đừng có cố theo thì lúc đầu chúng ta không theo kịp, giống như đọc chữ. Chúng ta chưa đọc nhanh được thì cứ từ từ. Và nhớ cái chỗ mình hay bị lỗi thì tập trung vào nhé. Từ đầu này, chuẩn bị, bắt đầu. Đô, rê, mi, hai. Đô, rê, mi. Chúng ta hát lên nhé, hai. Rê, đô, rê, mi, đô, hai. Đô, hai. Nhá, đó. Thế là xong buổi hôm nay đấy. Nhiệm vụ mọi người về nhà phải làm hai cái video này, có thể làm trong cùng một video luôn, như đánh hai bài này luôn cùng một video, rồi cố gắng hát lên như thầy giáo vừa hát nha. Ok đấy, tập thật chậm rồi và quay vào cái hướng góc quay để dễ nhìn tay để còn chỉnh, được chưa? Đấy thì chúng ta cứ làm từ từ thôi, không có vội. Chúng ta có thể tập thêm cái bài tập này ở nhà này. Bài tập này là tập cả 5 ngón nhé. Đây, bài tập giống như lúc đầu chúng ta ấy thôi. Bao giờ nộp video à? Sớm nhất có thể thì thứ 6 chúng ta học tiếp rồi đúng không? Thì ai mà thấy làm tốt thì quay lên, hoặc là thấy khó khăn thì cũng quay lên thì sẽ có chỉnh sửa, có góp ý. Góp ý ở trên nhóm luôn để mọi người cùng biết lỗi. Mọi người cũng tự biết cách để tìm lỗi cho nhau nữa. Đấy.
Ok. Đấy, bây giờ chúng ta đang đang nói giờ là chúng ta tập thêm cái bài tập này. Tập thêm cái bài tập tập cả năm ngón nhé. Chúng ta tập giống như lúc đầu hướng dẫn đó, mỗi nốt ấn 4 lần. 2 3 4 sang ngón số 2 thôi. 1 2 3 4 ngón số 3 vậy này. 1 2 làm chậm nhẹ nhàng không có nó bị gì gồng tay. 1 2 3 4 ngón số 5. 1 quay cái ngón 4 và ngón 5 này, mọi người có nhiều người hay bị gãy cái ngón này này. Cố thêm một chút nữa, cố thêm một chút nữa. Đây. Đây chúng ta nhìn tay này. Khung đều nhá. Rồi và ngón 1 này. 1 2 3 thả lỏng cổ tay. Ngón 2 này. Nhìn xem có ngón của mình có gãy không này. 3 4 này, ngón số 3 này. 1 2 3 4 ngón số 4 này. Số 4 này là mọi người yếu này, chú ý này. 1 2 3 vẫn thẳng xuống nha, cái đốt cuối cùng mình vuông góc của thiên đàng. Được chưa? Chúng ta cứ tập nhiều lần thôi, tập cho nó quen. Chứ nhiều người ấn là bị bật lên như này này là không được nhá. Và chúng ta cố gắng là tập nhẹ nhàng. Nhẹ. Nhẹ. Nhẹ để cho ngón tay nó quen đã, để cái lực của mình chịu quen đó. Nhẹ nhẹ ngón út này, ngón út là cũng dễ hơn so với ngón số 4. Số 4 quay ngón nào cho nó dễ nhìn. Đây đây ngón út này đấy. Có nhiều người là bị như này đó, có nhiều người bị đánh như này, tức là cái ngón út nó bị duỗi ra như này không được đó. Chúng ta phải cong lên như này, khung đều. Chúng ta nhìn thấy các ngón tay nó đều nhau chưa ạ? Đó. 1 2 3 4. Ok, đấy nhá. Cái bài tập này thì chúng ta tập tự tập thêm trước khi mình tập bài á. Được chưa? Rồi, chúng ta cũng có thể tập cả bằng tay trái ở chỗ đấy luôn nhá. Tập tay trái này, tay trái này. Khum lên như vậy, cũng đặt Do Re Mi Fa Sol, được chưa? Do Re Mi Fa Sol chia đều năm ngón này, khum lên này. Được chưa? Do Re Mi Fa Sol. Đó, xong chúng ta cũng tập từ đầu. 1 2 3 4. Cứ như vậy làm giống tay phải thôi nhé. Đó, cái bài tập này để chúng ta sẽ phải tập cho đúng cái tư thế tay. Và nếu mà ai cảm thấy tốt thì chúng ta tập mở rộng thêm và tập hai tay cùng lúc. Đó. Cũng tập cái đồ re 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 á. Đó, nhưng làm hai tay cùng lúc như này. À, tay này đặt đầu này, tay trái đặt đầu này. À, cùng ngón này. Cứ làm chậm thôi để chúng ta điều khiển cái hai tay. Nhiều khi lúc đầu chúng ta mới là khó làm nhé. À, tập chậm, điều khiển cho nó ấn cùng lúc chứ đừng có nốt trước nó sau. Đấy, thế là nốt trước nó sau đó rồi. Thì chúng ta phải là ấn cùng. Re vậy này. Rồi, mi cũng vậy này. Đấy, ba cũng ấn cùng. Đấy, tập nhiều lên. Cái này phải tập nhiều nhé, để về sau chúng ta sẽ là thành bài được ngón nhé. Đó. Thì chúng ta phải tập riêng từng nốt như thế đó. Từng bước một, không có vội vàng nhé. Ok, đấy nhiệm vụ của chúng ta nhớ là tập cái bài đồ re 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 mi 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 này. Rồi, sau đó là chúng ta tập hai cái bài hôm nay chúng ta học nhé. Nhớ lại những cái gì kiến thức chúng ta học là vị trí ngồi hàng ngày cho nó đúng này, rồi là ngón tay số ngón như nào này, vị trí các nốt ở trên đàn và trên bản nhạc đọc chưa. Ok, em kết thúc video ở đây nhé. Chúc mọi người ngủ ngon nhé. Rồi, và mọi người nhớ trả bài sớm. Trả bài sớm thì được sửa bài nhiều, có thể là sửa một lần không được thì chúng ta lại quay lần khác nhé. Đấy, chúng ta cứ đăng lên sai thì mới có cơ hội để biết sai. Đấy, không sợ sai, học đàn là sẽ sai, không nhất thiết phải ngược lại đâu, tức là vẫn đặt đồ nhưng mà nó đồ từ ngón út nhé, đồ ngón út tay trái này. Đấy, đồ Re Mi Fa Sol chưa đó. Ok, đấy,
Mọi người nhớ nhiệm vụ và làm nhé. Chú ý cắt móng tay. Ok, bye bye. Xin kết thúc video ở đây nha.